Lời Chúa, Chủ nhật thứ nhất mùa chay, ngày 26 tháng 2 năm 2023. Thưa anh chị em và các bạn, hôm nay chúng ta bước vào Chủ nhật thứ nhất mùa chay và cũng là ngày thứ năm trong 40 ngày tĩnh tâm mùa chay với chủ đề Dấu chân trở về. Hôm nay anh chị em đang trở về với Chúa, họp mặt nhau trong ngày Chủ nhật, gia đình, bạn bè, thân hữu họp nhau không phải để ăn nhậu, không phải để vui đùa, nhưng mà cùng vui với nhau, vui. Vì đây là thời thuận lợi, đây là ngày cứu độ, ngày Chúa Thiên Giáng Phúc, vui với nhau, mừng với nhau. Chúng ta đã qua ngày thứ tư lễ trò bắt đầu vào mùa chay. Và những ngày mùa chay, anh chị em cố gắng hy sinh cầu nguyện hãm mình và làm việc bác ái dành dụm để chia sẻ giúp đỡ cho những người nghèo mà chương trình của chúng tôi đây là mùng 3, mùng 4, mùng 5 tháng 3 chúng tôi đi đến giáo phận Hưng Hóa để giúp cho một ngàn phần quà dân tộc người Hờ Mông ở hai tỉnh Lào Cai và Lai Châu nơi giáo hạt Lào Cai ấy có 19 giáo họ với 3.000 giáo dân nhưng mà số người ngoài công giáo thì rất là đông và vì thế mà việc loan truyền tin mừng rất là cần thiết khi đến chúng tôi tặng gạo mì nhu yếu phẩm và đặc biệt là mỗi gia đình có một phích nước một phích nước nóng vì trên đó họ lạnh cha phụ trách nói là mỗi gia đình rất cần phích nước nóng nhất là cho những người già người bệnh vì vùng lạnh họ uống nước lạnh họ không chịu nổi và dễ bị ngộ độc thì thưa anh chị em Ước gì mỗi người chúng ta đóng góp một bàn tay để chuyến công tác bác ái ra vùng Lào Cai này bà con có được nước nóng lòng thương xót để sử dụng trong cơn giá rét và trong lúc ôm đau bệnh tật. Giờ đây mời anh chị em và các bạn lắng nghe lời Chúa Chủ nhật thứ nhất mùa chay năm A. Bài đọc một trong sách sáng thế chương 2 câu 7 đến câu 9, chương 3 câu 1 đến câu 7. Bài trích sách sáng thế đức chúa là thiên chúa lấy bụt từ đất nặn ra con người thổi sinh khí vào lỗ mũi và con người trở nên một sinh vật rồi đức chúa là thiên chúa trồng một vườn cây ở ê đen về phía đông và đặt vào đó con người do chính mình nặn ra đức chúa là thiên chúa khiến từ đất mọc lên đủ mọi thứ cây trông thì đẹp ăn thì ngon với cây trường sinh ở giữa vườn và cây cho biết điều thiện điều ác rắn là loài xảo quyệt nhất trong mọi giống vật ngoài đồng mà đức chúa là thiên chúa đã làm ra nó nói với người đàn bà có thật thiên chúa bảo các ngươi không được ăn hết mọi trái cây trong vườn không người đàn bà nói với con rắn trái các cây trong vườn thì chúng tôi được ăn còn trái trên cây ở giữa vườn thiên chúa đã bảo các ngươi không được ăn không được động tới kẻo phải chết. Rắn nói với người đàn bà: Chẳng chết chóc gì đâu, nhưng Thiên Chúa biết, ngày nào ông bà ăn trái cây đó, mắt ông bà sẽ mở ra và ông bà sẽ nên như những vị thần biết điều thiện điều ác. Người đàn bà thấy trái cây đó ăn thì ngon, trông thì đẹp mắt và đáng quý vì làm cho mình được tinh khôn bà liền hái trái cây mà ăn tôi đưa cho cả chồng đang ở đó với mình ông cũng ăn bây giờ mắt hai người mở ra và họ thấy mình trần chuồng họ mới kết lá vả làm khố che thân đó là lời chua <cười> <cười> Bài trích thư của Thánh Phaolô Tông Đồ gửi tin hữu Roma Thưa anh em, vì một người duy nhất mà tội lỗi đã xâm nhập trần gian Và tội lỗi gây nên sự chết Như thế, sự chết đã lan tràn tới mọi người Bởi vì mọi người đã phạm tội Nếu chỉ vì một người, một người duy nhất sa ngã Mà sự chết đã thống trị thì điều thiên chúa làm qua một người duy nhất là Đức Giêsu Kitô lại còn lớn lao hơn biết mấy. Quả vậy, những ai được thiên chúa ban ân sủng dồi dào và cho trở nên công chính thì sẽ được sống và được thống trị. Tóm lại, cũng như vì một người duy nhất đã sa ngã mà mọi người bị thiên chúa kết án, thì nhờ một người duy nhất đã thực hiện lẽ công chính, mọi người cũng được thiên chúa làm cho nên công chính, nghĩa là được sống. Thật vậy, cũng như vì một người duy nhất đã không vâng lời Thiên Chúa mà muôn người thành tội nhân, thì nhờ một người duy nhất đã vâng lời Thiên Chúa, muôn người cũng sẽ thành người công chính. Đó là lời Chúa. dâng không chỉ nhờ cơm bánh nhưng còn nhờ mọi lời miệng thiên chúa phán ra mời anh chị em mở tin mừng Chúa Giêsu theo Thánh Matthew chương 4 câu 1 đến câu 11. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh mátthêu Sau khi chịu phép rửa, Đức Giêsu được thần khí dẫn vào hoang địa để chịu quỷ cám dỗ. Người ăn chay ròng rã 40 đêm ngày và sau đó người thấy đói. Bây giờ tên cám dỗ đến gần người và nói: "Nếu ông là con Thiên Chúa thì truyền cho những hòn đá này hóa bánh đi." Nhưng người đáp: "Đã có lời chép rằng người ta sống không chỉ nhờ cơm bánh nhưng còn nhờ mọi lời miệng Thiên Chúa phán ra. Sau đó, quỳ đem người đến thành thánh và đặt người trên nóc đền thờ, rồi nói với người, Nếu ông là con Thiên Chúa, thì giao mình xuống đi, vì đã có lời chép rằng, Thiên Chúa sẽ truyền cho Thiên Sứ lo cho bạn, và Thiên Chúa và Thiên Sứ sẽ tay đỡ tay nâng cho bạn khỏi vấp chân vào đá. Đức Giêsu đáp, nhưng cũng đã có lời chép rằng Ngươi chớ thử thách Đức Chúa là Thiên Chúa của ngươi Quỷ lại đem người lên một ngọn núi rất cao Và chỉ cho người thấy tất cả các nước thế gian Và vinh hoa lợi lộc của các nước ấy Và bảo rằng Tôi sẽ cho ông tất cả những thứ đó Nếu ông sắp mình bái lại tôi Đức Giêsu liền nói Sa-tan kia, xéo đi Vì đã có lời chép rằng ngươi phải bái lạy đức chúa là thiên chúa của ngươi và phải thờ lạy một mình người mà thôi thế rồi quỷ bỏ người mà đi và có các sứ thần tiến đến hầu hạ người đó là lời chúa lời. Thưa chị em Thứ tư vừa rồi lễ cho đó Chúng ta có ăn chay không? Có kinh thịt không? Có cảm thấy khó chịu không? Tại sao vậy? Có đói lắm Ngày thường ngày khác nó có đói không? Không đói Rồi có thèm thịt không? Tại sao thèm thịt? Thường là Cái tâm lý cái gì mà càng cấm thì mình lại càng thèm Đúng không? Hồi còn bé đó Tôi uh, thích nhất là cái gì Ăn cái gì biết không? Đố biết là hồi bé mình thích ăn cái gì? Ăn vụng, Ăn vụng nó mới ngon Rang đậu phộng Thế nào tím được ăn nhưng mà Lúc rang đậu phộng Thế nào cũng phải lén bốc mới hột Vừa xoa nóng nóng Vừa thổi thổi Vừa lén lén lút mẹ nó ngon lắm nhai không em nhai nhai to sợ mẹ nghe thấy nhưng mà nó ngon mà lúc vô bữa rồi thì mẹ cũng cho thôi nhưng mà anh lại không thấy đã có đúng không cái gì mà cứ cấm cái gì mà cứ mà không cho thì người ta lại có cái khuynh hướng cái cấm dỗ là muốn là thèm thực sự ra nói nếu nói về ăn chay bên đạo công giáo mình mà năm hai ngày thứ tư lễ cho vào thứ sáu tuần thánh thì có gì gọi là nặng nề không không so với đạo Phật, so với đạo hồi là hồi ăn chay cả tháng, còn đạo Phật họ ăn chay trường, họ không ăn mặn, không ăn động vật, chỉ ăn rau đậu thôi. Còn mình thì ngày thứ tư lễ cho thứ sáu tuần thánh mình chỉ có ăn chay và kiêng thịt có hai ngày đó, mà mình vẫn được ăn cá mà, vẫn được ăn rau các thứ mà, thế không ạ? Nhưng mà nó cứ thèm. Thịt mà bữa thì không thấy thèm, mà bữa đó thì thấy cái mùi thịt sao nó thơm thế một người bữa bảo ăn đi no không ăn không ăn nhiệt đứa này đẩy đứa kia mà đứa này ăn chay thì uh, ăn lấy ăn để Kỳ vậy đó rồi mình ăn chay là mình không ăn vặt tức là mình chỉ ăn một bữa sáng uh, nhẹ hoặc không ăn được ăn bữa trưa no rồi bữa tối là ăn nhẹ và cả ngày không ăn vặt có khi cả mấy ngày liền đâu có ăn vặt thì đâu có lo làm đâu có bận tâm gì chuyện ăn vặt ăn viết gì để bánh kẹo đầy đấy có thể nào đụng tới đâu thế một ngày thứ tư lễ trò lên đứa nào cũng nhìn nó cũng muốn đưa tay rón cái cấm dỗ của con người nó nằm ở trong cái là con người luôn luôn có khuynh hướng muốn chiếm hữu muốn chiếm hữu càng cấm thì mình càng muốn chiếm để mình tự do thì mình chiếm hữu rồi thì không thích nữa nhưng mà khi mình cấm có nghĩa là mình không được chiếm hữu mình muốn được chiếm hữu và mình muốn được chiếm hữu thì đôi khi có những cái nó không được phép mình lại càng muốn hơn lại càng muốn hơn giống như là muốn quảng cáo phim mà cấm dưới 18 tuổi muốn quảng cáo phim để cho người ta đến đông thực sự nó chẳng có gì gọi là bậy bạ hay là gì ghê gớm đâu nhưng mà cũng phim cấm dưới 18 tuổi nghe cấm dưới 18 tuổi là bắt đầu mấy đứa dưới 18 tuổi cũng thèm mà mấy đứa trên 18 tuổi còn thèm hơn. Ồ, oh, vậy là cái này gì đây, đây nó mới cấm đây chứ chắc là gấp dẫn lắm đây chứ là gây gớm lắm đây. Cái rủ nhau đi, đi xong ra về bảo mẹ, vậy mà cũng cấm. Nhạt nhẽo, cấm bi kia cái gì, có môi ti hồn hồn hít hít cấm cấm kia cái mà ghi vậy người ta lại khoái đi. Phải không ạ? Thì thưa anh chị em, chúng ta đang bước vào mùa chay, mùa của những dấu chân trở về của những dấu chân bằng đã một thời mình bị xa trước cám dỗ. Ở đây ai chưa từng xa trước cám dỗ giữa tay? Trong khoanh tay thế này, hôm nãy thấy giữa tay múa máy giờ vừa hỏi cái khoanh tay có vẻ nghiêm trang thế. Ai chưa từng bị cám dỗ? Mình đã từng bị cám dỗ, tôi cũng bị cám dỗ. Và chúng ta cũng đã từng là những người bị xa trước cám dỗ. Có không? Có bị sao trước cám dỗ và bị bắt tội và bị đi xuống tội đấy thấy cho nên ai mà nói rằng vững follow bỏ ai nói rằng mình đứng vững qua chừng té đó tao mày mà vậy mà cũng bị cám dỗ thế mà cũng bị cám dỗ để tao lúc tao, tao còn chết hơn <laughs> tao còn chết hơn cho nên mỗi người chúng ta có một cái đam mê nào đó và những cái đam mê đó nó dễ làm cho mình bị xa trước cám dỗ ma quỷ nó khéo lắm nó lựa vào những Người này thì nó cấm dỗ kiểu này Người kia cấm dỗ cái kia Người kia cấm dỗ cách nọ Không giống nhau Vì cái nhu cầu của con người cũng khác nhau Những ham muốn của con người cũng khác nhau Những suy nghĩ suy tính của con người cũng khác nhau Và ma quỷ nó ngồi mà nó cấm dỗ là nó phải lên vi tính Nó phải nghiên cứu kỹ Nhỏ này là nó thích cái gì đây cấm dỗ nó cái đó Anh chàng này thích cái gì đây Ông cha này thích cái gì đây Bà sơ này thích cái gì đây Thích cái gì thì nó cam dỗ cái đó Người mình như tôi mà đưa rượu ra cam dỗ là thua Mày có mùi thơm mấy thì thơm có ngoại nghiếc gì cũng vô ích hết Thế không ạ? Ờ, còn Cái anh kia thì muốn hát muốn ca gì anh chẳng cần biết gì hết Chẳng có ham hối gì văn nghệ ca nhạc Mà đưa văn nghệ ca nhạc ra cam dỗ thì thua Nhưng mà đưa rượu ra cam dỗ thì là chết với anh ấy Còn tôi mà đưa văn nghệ văn gừng ra là cam dỗ là dễ siêu lắm nếu máu văn nghệ thì cấm dỗ về văn nghệ, máu rượu bậm rượu thì cấm dỗ về rượu, còn ông kia thì có chôn điếu điều gì đó, ông kia đã bỏ thuốc lào thế ba số tám lại đào điếu lên, mà cứ đưa thuốc lào với thuốc lá ra mà cấm dỗ ông thì thế nào cũng chết chắc thôi, cứ nói thôi thôi gì hết, thì ma quỷ nó nó, nó nó tinh quái lắm, cho nên mùa chay là mùa mà mỗi người chúng ta coi là cái dấu chân mà tôi đã đi hoang dấu chân mà tôi đã xa trước cám dỗ là cái gì tôi biết những cái yếu điểm của tôi và ma quỷ thì nó đánh vào những cái yếu điểm đó và tôi cầu nguyện xin chúa giúp cho tôi như là hôm nay thưa anh chị em đức giêsu không vào hoang địa để chịu cám dỗ một mình đừng có ai dại dột mà đi vào để chịu cám dỗ một mình là chỉ có chết mà thôi vì ma quỷ nó tinh quái nó kéo cả bè đến để cám dỗ sao chịu gì nổi mà Đức Giêsu được thần khí dẫn vào hoàng địa để chịu quỷ cam dỗ. Đức Giêsu không tự sức mình, Đức Giêsu không có ý ý, nhưng mà Đức Giêsu biết rằng trong thân phận con người ngoại trừ tội lỗi ngài cũng có những cái yếu đuối, ngài cũng buồn, có buồn không? Có, có khóc không? Có, có thời gian không? Có, có tư diện không? Có Ngài có tất cả mọi thứ như con người ngoại trừ khả năng phạm tội mà thôi Và Ngài cũng bị cấm dỗ vậy Lạy cha nếu có thể được thì cất chấn này cho khỏi con Cái kinh cấm dỗ mà trong vườn cây dầu đấy Trước cái đau khổ, trước thập giá Rùng mình sợ hãi, mồ hôi, máu nhỏ xuống đất Và Đức Giêsu nói xin cất chén đắng này cho khỏi con Nhưng đừng theo ý con mà xin theo ý cha. Thì Đức Giêsu đi vào trong hang địa để được cám dỗ nhưng mà bởi Chúa Thánh Thần được thần khí dẫn vào. Chúa Thánh Thần luôn ở với Ngài. Ba ngôi Thiên Chúa là một và mỗi một người chúng ta ngày hôm nay cũng vậy. Mình lao đi làm việc, mình lao đi học, mình lao đi sinh sống đủ mọi chỗ, đủ mọi nơi, đủ mọi cách Và ở đâu cũng đầy những trước cám dỗ Vì thế Kinh Lạy Cha chúng ta vẫn cầu nguyện xin Chớ để chúng con xa trước cám dỗ Là xa vào đó Là dính vào đó Chứ không phải xa ít gì là đi xa khỏi cơn cám dỗ Mà xin chớ để chúng con bị cám dỗ Nhưng đừng để chúng con lọt lưới đó đừng để chúng con thua cuộc cho chúng con chiến đấu chiến đấu bằng sức mạnh của thần khí không phải bằng sức mạnh của mỗi người chúng ta và những người tông đồ lòng thương xót chúa thì mình chiến đấu bằng sức mạnh bởi quyền năng lòng chúa thương xót bởi quyền năng lòng thương xót của chúa cho nên chúng tôi lao mình đi loan truyền và làm chứng cho lòng thương xót chúa và ma quỷ nó luôn luôn tìm mọi cách nó cản phá chống đối như đã từng nói với Faustina, tìm mọi khán khó khăn, mọi thử thách, mọi trở ngại. Và nói với Faustina rằng là mày đừng nói gì về lòng thương xót Chúa nữa đi. Mày cứ sống như một nữ tu bình thường đi thì mày sẽ được bình an. Mày sẽ được như mày mong muốn. Mới là đừng nói gì về lòng Chúa thương xót. Đơn giản không? Quá đơn giản quá đơn giản mà cho dẫu Faustina Chúa nói với Faustina là Cha mời gọi con mà con có quyền từ chối mà nếu con có nếu con từ chối thì cũng không sao cả ta không có ép mà ta không có ép mà con, con vẫn có thể được cứu nhưng mà Faustina cảm nhận được lòng thương xuất của Chúa lớn quá cho nên bất chấp mọi thử thách bất chấp mọi trở ngại bất chấp mọi khốn khó vẫn xin vâng đáp lại lời mời gọi Chúa để làm tông đồ lòng thương xót Chúa và cho dù ma quỷ nó có cám dỗ cỡ nào đi chăng nữa nó có làm cho Fostena bị hiểu lầm bị nghi ngờ bị bề trên của trách rồi bị chị em dịu cười rồi làm cái gì cũng bị thất bại hết mà nặng nữa là ốm đau bệnh tật thân xác mà ghi gớm hơn nữa là nó cám dỗ nó làm cho Fostena có cảm giác rằng là Chúa bỏ rơi mình Đau khổ thử thách dồn dập Mà không thấy Chúa đâu cả Cơn căm dỗ là Chúa đã bỏ con rồi mà Là không còn Tín thác vào Chúa nữa Đấy là cơn căm dỗ mà ma quỷ Nó luôn luôn nó tìm mọi cách Để nó giật chúng ta khỏi bàn tay của Chúa là Mày đừng tin vào lòng thương xót Chúa nữa Chúa nó, nó nói với Phúc là Không có thương với xót gì đâu Chỉ có trừng phạt mà thôi Đó là cái cơn căm dỗ Cơn cầm dỗ ngày hôm nay Nhiều người bị xa vào cân cám dỗ này vì không tin vào lòng thương xót Chúa, không tin vào quyền năng lòng thương xót Chúa. Ồ làm gì có mì tin, làm gì có. Lúc nãy có một người chị em bảo thưa cha con muốn lên làm chứng về lòng thương xót Chúa lắm, vì con được quá nhiều ơn. Nói về chạy cày con nghe đi, con tên này tên gì tên gì tên gì có. Cha muốn thắc, không tin thì cha cứ đến cho hỏi coi con chịu trách nhiệm về những gì con nói khi mà chị kể ra những ơn Chúa ban Chính bản thân tôi cũng còn thấy Kỳ quá Người thì được khỏi ung thư Người thì khỏi tâm thần Người thì khô khan nguội lạnh Cả gia đình Bây giờ thì chị đi loan truyền lòng thương cho Chúa Đem những cái máy đi tặng Và tặng cho ai người ta nghe Người ta cũng được ơn phần hồn, phần sắc Được ơn quay trở về Cái anh bạn đứng bên cạnh nói Này sợ mình nó đưa anh chị lên rồi Người ta lại bỏ mình dàn xếp vì nghe nó kỳ diệu quá Nghe nó trên chú quá Mà chị nó còn thề trước mặt chúa Mà con Đây là những sự thật Gia đình con còn đó Cha cứ đi hỏi hết mọi người chung xóm con họ biết Gia đình con bệnh tật ốm đau Nghèo khó như thế nào Và được chúa cứu ra sao ý thưa anh chị em mà Mình dễ bị cái cám dỗ là không tin vào quyền năng lòng thương xót Chúa và cho rằng đó là chuyện giả tạo, đó là chuyện bịa đặt, đó là chuyện mê tín, đó là chuyện cuồng tín vân vân và ma quỷ nó vỗ tay nó bảo đúng, 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 đúng rồi đúng rồi đúng rồi đúng rồi đúng rồi đúng rồi đâu không có đâu không, có đâu, không có đâu không có lòng thương xót gì đây hết á không có thương với xót gì hết chỉ có trừng phạt mà thôi và nhiều người vì thế mà mùa chay rồi không đi xưng tội là vì như vậy ô oh, mày xưng tội làm cái gì rồi mày cũng phạm thôi phải không xưng làm cái gì tôi nói cũng đúng thôi ngồi chơi hoài mà cha không đi ăn này cha rồi nói chuyện tiếp Món nó sữa nó không sưng Bỏ tôi đi ăn tôi cũng không đi ăn ở trang đi ăn à Ôi ăn được mai cũng đói thôi Ăn được mai cũng đói thôi Mày vừa mới nói mày sinh tội rồi mày cũng phạm thôi Thì đừng ăn nữa Ăn được mai cũng đói thôi Thân xác mình cần phải được nuôi dưỡng Vậy thì linh hồn mình tại sao lại không được nuôi dưỡng Mà bảo sưng rồi cũng phạm Nuôi dưỡng mà cái là Đẩy những cái chất độc trong con người của mình ra Đẩy những tội lỗi trong tâm hồn mình ra để được nuôi dưỡng bằng ơn thánh của Chúa, để được nuôi dưỡng bằng lời của Chúa, mà ngày hôm nay Đức Giêsu chống lại cơn dỗ dỗi bằng chính lời của Chúa, mà ta thấy ma quỷ nó tinh vô cùng, tinh vô cùng, tinh vô cùng, nó cám dỗ Đức Giêsu đúng cái nọc, đúng cái yếu điểm đó, ngài là đứng đầy quyền năng, làm gì chẳng được, bìa đói rồi. Thì đương nhiên người ta bảo là đụng bụng đói thì đầu gối phải bò Tay làm thì hàm nhai, tay quay hàm trễ Mà bây giờ Ngài là con Thiên Chúa phải không? Đức Yêu Sư không thể phủ nhận mình không phải là con Thiên Chúa Mà là con Thiên Chúa thì đứng đề quyền năng phải không? Cũng không thể phủ nhận được Vậy thì bây giờ đơn giản thôi Ngài ăn chay rồi, ngài đói rồi Thì bây giờ Nếu ông là con Thiên Chúa thật đấy Tôi nghĩ lắm biết có thật hay không Mà nếu là thật thì ông truyền những hòn đá này hóa thành bánh đi Đức Giêsu làm được không? Được chứ Dư sức làm Biến không thành có Còn được không chi là biến đá thành bánh Mà Đức Giêsu có làm không? Không Nó khó là khi nó cám dỗ ra Thì nó rất là hợp lý Hợp lý không? Ông là con thiên chúa phải không? Tôi không có tin mọi người ông muốn chứng minh ông là con thiên chúa thì phải ông tỏ uy quyền của con thiên chúa ra đi biến đá thành bánh này mà ăn đi ông đang đói nè làm đi mà làm đi thì mọi người sẽ tin ông là con thiên chúa mình bị khích tướng như vậy mày làm ông làm ông làm xong làm mày đứng rồi ngồi đó coi nè uống bà la uống bà la bánh quá chừng chừng tin chưa hallelujah chưa tung hô chưa vậy là thành công rồi tôi tin tin sái cổ đi rồi mà đức giê có làm không không chúng ta dễ bị khích tướng lắm thưa anh chị em ơi ừ, ông mà không biết uống rượu nam vô tiểu như kỳ vô phong uống đi như người ta không uống được mày ta đi lòng thương cho chúa mày hèn hạ quá uống đi đàn ông trai không biết uống tôi bị chửi hoái chứ mày là thằng hèn thằng long mày không biết uống đập cái ly cái bích một cái mười đàn anh uống rất là nhiều, <laughs> cùng tên uống rất là giỏi mày không uống được mày hèn lắm đập cái ly luôn thôi chịu thôi em hèn vậy thôi chứ biết sao giờ không uống được thì chịu hèn thôi là hết hèn nè à, anh nói tôi hèn nè à, đứa đi vô right. à, hèn thằng này là thằng hèn à rồi tí xịn lăn quay đó hèn luôn chứ còn gì nữa không hèn hay thưa anh chị em Ta dễ bị kích tướng lắm Mà quỷ đánh vào yếu điểm của mỗi người chúng ta Mày Thấy con kia nó đẹp không Thấy nó giàu không mày Biết nó làm cái gì không Nó có vốn tự có Mày chú có bán cho mày cái vốn Sao không lấy cái vốn đó mà đi kinh doanh Đi làm công nhân làm gì Ngồi đó nữa nghe gì không Cười 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 gì đi đi mai mốt rồi còn giàu hơn nó vốn mày chú ăn cho nhiều hơn nó mày còn trẻ hơn nó mày còn đẹp hơn nó cái bị đại gia chân trên... nó thích chân dài đó làm bé làm ầm nhỏ cũng được miễn có tiền thôi thằng nào muốn làm lớn cậy nó lớn không có tiền thì ăn thua gì lớn mà còn cái ông nông dân kia thì ăn thua gì cái số bốn nông dân kia thì Ui, chán lắm thôi đi đi bị ông cám dỗ không? Rất nhiều Rất nhiều cơn cám dỗ bây giờ Mà nó tinh vi lắm thưa anh chị em Mà nó hợp lý lắm Đúng quá Rồi lấy tiền nó về nuôi dạy bố mẹ già nữa Rồi có hợp lý hơn nữa phải không? Rồi chị đang bệnh nữa thì còn gì nữa mà không thôi đi đi ngồi đâu mãi quanh quanh tay làm gì đi Đi gì đi. đi chưa Mới đi chưa không Lì thế Đi đi không Cứ ngồi đó Thì thưa anh chị em mình, mình Hai ba người nữa nói là nó đi à Thế không Đúng rồi ông nói vậy Đúng rồi hợp lý quá Thì còn gì nữa Ai biết đâu Mày cứ đi làm Ai vậy biết Mày cứ sách giỏi đi như vậy đi Ai biết được Làm gì kệ mày Ai biết được mấy có tiền thôi Mà thời này Thế gian này Ta chỉ chuộng người có tiền chứ Anh có tiền Anh đi đâu Người ta cũng Ê, Xin chào Đi vô nhà thờ cũng vậy chứ đừng có nói mà đi ra ngoài xã hội Trong đạo cũng vậy Những người có tiền đi đến đâu cũng được người ta uh, đón tiếp nồng hậu uh, Có ai đón tiếp cái ông dịch chuông nhà thờ không? Ờ à, Ông cũng làm vất vả vậy chứ bộ Rồi bà làm vệ sinh uh, góc nhà thờ kia có ai đón tiếp bà hay không? Không Mày thấy chưa? Có cái này nè này Mày đâu biết nó làm ăn làm sao đâu miễn là có tiền vô là người ta uh, cấm dỗ cấm dỗ rồi cắm dỗ nữa là thử thách thiên chúa ốm đau không chịu uống thuốc đi có sức không chịu đi làm Ồ, tôi phó thác cho chúa phó thác cho chúa thì chúa ban cho anh có sức anh không chịu đi làm anh bảo phó thác cho chúa ở lấy đâu ra anh cứ nằm mình chờ sung rụng à chúa sẽ cho thiên thần tay đỡ tay nâng khỏi vấp chân và đá nó lấy chính lời chúa ra nó cam dỗ mình ý. chúa nói ra thấy đừng có lo thấy chim trời hoa huệ hoạt đồng chúa còn lo cho được mình phải lo cái gì không có lo cứ một thôi chơi không phải đi làm cái lụng gì cả có được không được không học làm cái gì mình cái lần chuỗi đi chú ban cho thi đậu học học làm cái gì được không Xong được <laughs> sao đâu mình cứ thử thách thiên chúa có nhiều người thử thách thiên chúa lắm uống rượu say vào thôi ở nhà, nhà. thôi đây anh ở uống rượu thôi ngồi đây đi tí đi về không cho con về cha uống rồi thì ngồi đây tỉnh táo rồi hãy về không con về cha sao vậy? con phó thác cho chúa mà cha cha không có phó thác cho chúa gì cả nó xin đây phó thác cho chúa mà sợ gì cha này tí xe nó đâu rồi ra, nó đang nằm nhà thương, nằm bệnh viện cấp cứu, chấn thương sọ so não rồi. Uống rượu vào rồi phó thác cho Chúa để chạy xe bảo là Chúa nhìn giữ Chúa nhìn giữ nổi không? Không. Ngươi đừng thử thách Chúa là Thiên Chúa của ngươi, đừng thử thách. Và Cái cấm dỗ mà cho cả nước thế gian này lợi lộc chỉ việc mà thờ lạnh ta đi bán rẻ cái lương tâm mình Cái lương tâm mình bán đi Tiền của đầy ấy. Ta lương tâm không bằng lương tháng mà Phải không Lương tâm không bằng lương tháng mà Cho nên là thôi cứ Làm ăn bất chính đi Là thờ lại ma quỷ rồi có tiền Mà có người thì thậm chí mà Đi cúng bụt Cúng thần rồi Cúng đền này đền kia nữa Đi coi bói coi quẻ Coi làm ăn khá không nữa Thế mình luôn luôn mình thờ lại ma quỷ Mình không tin vào quyền năng của Chúa Và mình quá bị vật chất Nô lệ vật chất Đi tu mà vẫn còn cứ thích Còn có nhiều tiền Sắm xe hơi rồi sắm nhà lâu, uh, Lầu rồi sắm đủ mọi thứ Đó là cái cấm dỗ Cấm dỗ Mà chúng tôi thấy rằng là những người đi tu chúng tôi dễ bị cấm dỗ nhiều hơn anh chị em ở bên ngoài thế không ạ nói như cắm dỗ về mặt sắc thì, thì khỏi nói rồi đó là cái chuyện tự nhiên rồi tự mình phải chiến đấu thôi còn buông thì quá dễ rồi nhưng mà có những người buông xong rồi người dân người đâu còn quý mến quý trọng nữa đâu người ta quý trọng là cái áo thầy tu đó cái áo của nữ tu đó khi mà còn giữ được không xa chết cắm dỗ rồi khi mình đã sai chế cám dỗ rồi Thì mọi người quay lưng đi Chả nhìn thấy mình nhìn ở đâu Hết Cho nên phải tự mình bảo vệ Nhưng mà có những người giữ được cái đó Thì lại dễ bị hai cái cám dỗ là quyền lực và tiền bạc Không có dính về chuyện xác thịt Thì nặng là quyền lực Thích chức Thích địa vị Già rồi, hết sức rồi Vẫn cứ tham quyền cố vị Vẫn cứ khoái trụ trì chỗ đó cho đến chết Luôn luôn bị cám dỗ về quyền lực bù lại mà cấm dỗ về quyền lực để chứng tỏ mình có quyền mà muốn có quyền thì phải có chức có chức tước có địa vị thì mới có quyền chứ không chức tước không địa vị ai ban quyền cho mà làm ai ban cho mà nói cho nên đó là cái cam dỗ rất là mạnh trong đời sống dân hiến của chúng tôi bản thân tôi thấy như vậy cái thứ hai là cam dỗ về tiền bạc thở lại nó đi rồi mọi nước thế gian này cho Chạy theo những người có tiền Chạy theo những người có quyền Mình làm cái gì cũng được Đúng không? Chả cần gì nói nó giúp, nó giúp cho Nó giúp cho Nó giúp cho Có khi nó làm ăn phi pháp Nó giúp cho mình đâu cần biết Mấy sao có tiền đưa mình là được rồi Xây kết cái này Xây kết cái nọ Xây kết cái kia Rồi người ta sẽ khen là mình là người khéo xoay sở Người khéo xây kết Khéo vun sới đủ thứ hết Trong khi đó cứ lùi thủi lùi thủi như ông thần kia Mà xó đó Chẳng xây được cái gì Chẳng cất được cái gì Chẳng làm được cái gì hết Quay ngó mình là cái gì không Mặc dù mình hăng xây rau giảng đấy Mặc dù mình hang xây cầu nguyện đấy Mặc dù mình hay xây hy sinh đấy Ai thấy Ai thấy Ông cầu nguyện chú bảo vào phòng đông kín cửa lại Thì còn ai mà thấy Rồi hy sinh Chú bảo hy sinh làm việc thì không cho tay trái với việc tay phải làm Ai mà thấy Thế không Mình dễ bị cám dỗ Là phải cho người ta thấy cắm luôn nè phải cho người ta thấy mày cứ làm âm thầm vậy mà cao gấm đi đêm làm cái gì cha cha hôm nay ngày chủ nhật đấy cha sao mà biết ngày hôm nay ngày chủ nhật con không cần coi lịch con biết đối biết thì sao nó biết cứ thấy nào mẹ con mặc áo đẹp là biết ngày chủ nhật đi lễ nó mặc áo thường là biết ngày lễ thường còn mặc áo đẹp mà mẹ con son phấn mà sửa soạn thật kỹ là biết là ngày chủ nhật đi cho chúng ta thấy chứ anh chị em thấy những cái cám dỗ luôn tỏ mình ra quyền lực danh vọng chức tước địa vị và tiền bạc anh chị em thương cầu nguyện cho chúng tôi bản thân tôi tôi xét thấy mình vô cùng yếu đuối xét thấy mình nếu không có ơn Chúa thì một ngày không biết sa ngã đến bao nhiêu lần đấm ngực xin Chúa thứ tha bao nhiêu lần đến sưng thú tội lỗi con đã xa trước cam dỗ là bấy nhiêu lần nghiệm đến quyền năng lòng thương xót chúa trên cuộc đời của mình không dám nói ai hết và nói chính mình thôi như anh em Cái đấng các bậc đã vượt qua những cơn cam dỗ đã sống làm gương sáng gương mẫu rất là kính trọng còn chúng con bản thân tôi yếu đuối hèn kém nếu không có ơn chúa thì không còn sức mà ngồi đây mà nói với anh chị em được đâu Đã ngã quỵ từ lâu rồi Đã chết từ bao giờ rồi Xin Chúa thương chúc lành cho mỗi người Trong mùa chay thánh này Luôn luôn là những dấu chân trở về Mỗi khi mình sa ngã là trở về Ma quỷ nó sẽ cắm dỗ chúng ta là thôi hết thuốc rồi Mày quay về cũng không ăn thua gì đâu Không có thương xót đâu Đừng có quay trở về nữa Quay về là chết đấy ma quỷ này sẽ cám dỗ chúng ta như thế Xin Chúa cho mình Dù gì đi nữa Vẫn tin vào lời Chúa Tội lỗi của con có thế nào đi nữa Lòng thơ xót lớn hơn muôn vạt tội lỗi Và mỗi khi quay trở về Chúa ôm trầm lấy Chúa tha thứ Và ôm chầm lấy Chúa tha thứ Và sống trong ân nghĩa của Chúa Để với sức mạnh thanh thần Như Đức Giêsu Vượt thắng mọi cám dỗ Nhất là cám dỗ Về danh vọng chức tước địa vị quyền lực và tiền bạc mấy anh chị em cùng lấy kinh nguyện lòng thương xót Chúa mở trang chín của kinh được lễ thiêng liêng lạy được Chúa Giêsu con tin thật Chúa ngự trong phép mình thanh con kinh mến Chúa trên hết mọi sự cùng ước ao chịu lấy Chúa trong linh hồn con Xong le bây giờ con chẳng có thế mà chịu Chúa cho thật được Thì xin chua ngự vào linh hồn con cách thiêng liêng vậy Chẳng khác gì như Chúa đã ngự vào thật Thì con xin nắm lấy Cùng hợp làm một cùng chua cho trọn Xin chua chờ để cho con lìa bò chua bao giờ AMEN mời chị em cùng mở bài hát hãy trỗi dậy hãy chú dậy hỡi những ai ngủ mê hãy chú dậy hỡi những ai bị xa đà vào con đường tội lỗi hãy chú dậy hỡi những ai bị xa trước cám dỗ đừng nằm yên trong cơn cám dỗ ấy hãy trỗi dậy hãy trôi dậy hỡi ai ngủ mê hãy trôi dậy từ cõi trên Chúa sẽ chiếu người ánh quang vinh trên đầu người. Đã bao năm qua gian trần miệt mài sống trong vùng u tôi. Giờ được Chúa dẫn vào nguồn sông, ta hãy bước theo đường qua hang minh. Hãy trôi dậy hỡi ai ngủ mê, hãy trôi dậy từ cõi chết chúa sẽ chiêu người ánh quang minh trên đầu người hãy chung câu ca chung lời nguyện cầu tan dưa hừng một thiên chúa nguyện lòng chi muôn người hợp nhất trong một đức tin một tình yêu Hãy trôi dậy hơi ai ngủ mê Hãy trôi dậy từ cõi trên Chúa sẽ chiếu ngời Ánh quang minh trên đầu người Chúa cùng anh chị em Xin Thiên Chúa Toàn Năng Là Cha và Con và Thanh Thần ban phúc lành cho anh chị em chúc anh chị em luôn được bình an chúa. bên ngài con, con hết lâu lâu dù sóng sơn bão tố phong ba bên ngài con thấy mơ. an vui vì có ngài yêu thương và chớ che yêu thương con chúa hà sinh xuống đời vì tội con chúa không sợ hãi chi yêu thương con chúa đã chính mình làm thần